Daniel đoạn 9. Năm thứ nhất triều vua Darius, con trai Aseru thuộc dòng giống người Medi, là người được lập nên cai trị vương quốc Kandê. Vào năm thứ nhất triều vua ấy, tôi Daniel qua nghiên cứu kinh thánh biết được số năm phải trải qua trước khi mãn thời kỳ điêu tàn của Jerusalem mà lời Đức Giê-hô-va đã phán với nhà tiên tri Jeremy là 70 năm. Tôi hướng mặt về Chúa là Đức Chúa Trời mà tìm kiếm khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn cuốn vải xô và rắc tro lên đầu. Vậy tôi khẩn cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi và xưng tội với Ngài. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời cao cả và đáng kính sợ, đấng giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Ngài và tuân giữ điều răn Ngài. Chúng con đã phạm tội, làm điều sai quấy, ăn ở gian ác. Chúng con đã phản loạn, quay lưng lại với điều răn và luật lệ Ngài. Chúng con đã không nghe các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri, những người đã nhân danh Ngài mà nói với các vua, các thủ lĩnh và tổ phụ chúng con cùng toàn dân trong xứ. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Ngài, còn sự hổ mặt thuộc về chúng con, như ngày nay thuộc về người Do Thái dân cư Jerusalem, tất cả Israel, người ở gần cũng như kẻ ở xa, trong mọi nước mà Ngài đã đuổi họ đến vì những gian ác họ đã phạm với Ngài. Lạy Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng con, thuộc về các vua, các thủ lĩnh và tổ phụ chúng con, vì chúng con đã phạm tội với Ngài. Sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng con, vì chúng con đã phản loạn với Ngài. Chúng con đã không vâng lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, không sống trong luật pháp mà Ngài đã dùng đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri dạy dỗ chúng con. Toàn dân Israel đều vi phạm luật pháp Ngài, quay lưng đi, không chịu vâng theo tiếng Ngài. Vì vậy, những lời nguyền rủa và thề nguyền chép trong luật pháp Môi-se, đầy tớ của Đức Chúa Trời đã đổ trên chúng con vì chúng con đã phạm tội với Ngài. Ngài đã thực hiện các lời cảnh cáo chúng con và các thẩm phán đã xét xử chúng con bằng cách giáng đại họa trên chúng con, khủng khiếp đến nỗi khắp thiên hạ chưa từng có tai họa nào giống như tai họa đã giáng trên Jerusalem. Tất cả tai họa này đã giáng trên chúng con đúng như đã được chép trong luật pháp Môi-se, dù vậy chúng con vẫn không khẩn xin ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình để từ bỏ gian ác và hướng lòng về sự thành tín của Ngài. Vì thế Đức Chúa Trời chờ sẵn và giáng tai họa ấy trên chúng con, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con vốn công chính trong mọi việc Ngài làm, chỉ có chúng con không chịu vâng theo tiếng Ngài. Bấy giờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài đã dùng bàn tay quyền uy đem dân Ngài ra khỏi đất Ai Cập, đã làm cho danh Ngài lừng lẫy như ngày nay, còn chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác. Chúa ơi, tùy theo mọi việc công chính của Ngài, xin Ngài nguôi giận và ngưng phẫn nộ đối với thành Jerusalem của Ngài, tức là núi thánh Ngài, chính vì tội lỗi của chúng con và sự gian ác của tổ phụ chúng con mà Jerusalem và dân Ngài bị những kẻ chung quanh chúng con sỉ nhục. Vì vậy bây giờ lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin lắng nghe lời khẩn nguyện nài xin của đầy tớ Ngài, vì danh Chúa xin chiếu sáng mặt Ngài trên đền thánh hoang tàn của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành phố mang danh Ngài. Chúng con không dựa vào sự công chính của mình mà cầu khẩn Ngài, nhưng dựa vào sự thương xót vô biên của Ngài. Lạy Chúa xin lắng nghe, lạy Chúa xin tha thứ, lạy Chúa xin đoái xem và hành động. Lạy Đức Chúa Trời của con, vì danh Ngài xin đừng trì hoãn, bởi vì thành Ngài và dân Ngài đã được gọi bằng danh Ngài. Tôi tiếp tục thưa chuyện và cầu nguyện xưng nhận tội lỗi của tôi cũng như tội lỗi dân Israel tôi và trình dâng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi lời khẩn nguyện cho núi thánh của Đức Chúa Trời tôi. Khi tôi đang dâng lời cầu nguyện thì Gabriel, người mà tôi đã thấy trong khải tượng đầu tiên, bay nhanh đến bên tôi vào giờ dâng sinh tế buổi chiều. Người dạy dỗ tôi và nói với tôi, hỡi Daniel, bây giờ ta đến để ban sự khôn ngoan và hiểu biết cho ngươi. Ngay khi ngươi bắt đầu cầu xin thì lời đã ban ra và ta đến để công bố lời đó cho ngươi vì ngươi rất được yêu quý. Vậy hãy suy nghĩ lời đó và hiểu rõ khải tượng. Có 70 tuần lễ đã được ấn định cho dân ngươi và thành thánh ngươi để chấm dứt sự vi phạm, tiêu trừ tội lỗi, đền chuộc tội ác và đem lại sự công chính đời đời để khải tượng và lời tiên tri được ứng nghiệm và sức dầu cho nơi chí thánh. Vậy ngươi hãy biết và hiểu rằng từ khi lệnh phục hồi và xây dựng lại Jerusalem cho đến khi đấng chịu sức dầu xuất hiện thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, thành đó sẽ được xây lại có đường phố và chiến hào ngay trong thời kỳ khó khăn. Sau 62 tuần lễ ấy, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có gì cả. Quân đội của một thủ lĩnh sắp đến sẽ hủy phá thành và đền thánh, sự cuối cùng sẽ đến như nước lụt, chung cuộc chiến tranh sẽ xảy ra, cảnh hoang tàn đã được ấn định. Thủ lĩnh ấy sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, nhưng đến giữa tuần ấy, hắn sẽ ngưng việc dâng sinh tế và tế lễ chay. Kẻ hủy phá sẽ đến trên cánh của những điều ghê tởm cho đến kỳ hủy diệt cuối cùng đã được ấn định, giáng trên kẻ hủy phá.